Xin chào các bạn, hôm nay Aizen sẽ đồng hành cùng các bạn thực hiện một số bài tập về phần khái niệm mở đầu của đường thẳng và mặt phẳng trong hệ tọa độ. Nội dung hôm nay sẽ bao gồm các dạng bài như sau: 1. Bài tập về khái niệm, 2. Bài tập tìm các vector, 3. Bài tập chứng minh vector trong hình học, 4. Bài tập tìm các vector vận dụng, và 5. Bài tập về vector trong hệ tọa độ. Trước khi thực hiện các bài toán, Aizen sẽ cùng các bạn ôn lại một số kiến thức cần nhớ về vector. Đầu tiên, độ dài của vector là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vector đó. Chúng ta có công thức, độ dài của vector bằng căn bậc 2 của x bình cộng y bình. Trong đó, x và y lần lượt là tọa độ của vector. Tiếp theo, hai vector cùng phương khi chúng có giá song song hoặc trùng nhau, có thể cùng hướng hoặc ngược hướng. Điều thứ ba mà bạn cần nhớ đó là hai vector bằng nhau khi cùng độ dài và cùng hướng. Ký hiệu là vector A bằng vector B. Ngoài ra, vector có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau, ví dụ như vector AA, gọi là vector 0, được ghi là vector 0. Cuối cùng, vector 0 có độ dài bằng 0, cùng hướng, cùng phương với mọi vector. Đó cũng là những phần bạn cần lưu ý khi học bài các khái niệm mở đầu. Đến với dạng bài đầu tiên, bài tập về khái niệm, Aizen có đề bài như sau. Đề bài, cho 3 vector A, B, C đều khác vector 0, những khẳng định nào sau đây là đúng? Đối với khẳng định ở câu A, vector A, B, C đều cùng hướng với vector 0, ta giải như sau, ta có vector 0 cùng hướng với mọi vector. Điều này Aizen đã nhắc trước khi đi vào giải bài tập, các bạn có thể xem lại ở phần trước, do đó, khẳng định A đúng. Chúng ta có khẳng định ở câu B như sau, nếu vector B không cùng hướng với vector A thì vector B ngược hướng với vector A, ta có vector B không cùng hướng với vector A nên có thể có hai trường hợp, vector B ngược hướng với vector A, hoặc vector B và vector A không cùng phương. Vì vậy, khẳng định B sai. Đến với khẳng định ở câu C, khẳng định được đưa ra là, nếu vector A và vector B đều cùng phương với vector C, thì vector A và vector B cùng phương. Ta có, nếu vector A và vector B đều cùng phương với vector C, thì vector A và vector B có giá song song hoặc trùng với giá của vector C, suy ra, vector A và vector B có giá song song hoặc trùng nhau, từ đó, vector A và vector B cùng phương, vậy, khẳng định C đúng. Cuối cùng là khẳng định ở câu D, nếu vector A và vector B đều cùng hướng với vector C thì vector A và vector B cùng hướng, ta có, nếu vector A cùng hướng với vector C, thì suy ra, giá của vector A và vector C song song hoặc trùng nhau, hướng từ gốc đến ngọn của vector A và vector C giống nhau, đây là điều kiện 1, lại có, nếu vector B cùng hướng với vector C. Suy ra, giá của vector B và vector C song song hoặc trùng nhau, hướng từ gốc đến ngọn của vector B và vector C giống nhau, đây là điều kiện 2. Từ 1 và 2 ta được, giá của vector A và vector B song song hoặc trùng nhau, hướng từ gốc đến ngọn của vector A và vector B giống nhau, do đó, vector A và vector B cùng hướng, kết luận, khẳng định D đúng. Tiếp theo, Aizen sẽ hướng dẫn cho các bạn về dạng bài tìm các vector. Bài 2, trong hình bên dưới, hãy chỉ ra các cặp vector cùng phương, các cặp vector ngược hướng và các cặp vector bằng nhau. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm các cặp vector cùng phương. Ta sẽ xét tỷ lệ tọa độ của các vector có trong bài. Ta có xA chia IA bằng trừ 2 phần 4 bằng trừ 1 phần 2, xB chia IB bằng trừ 1 phần 2, xC chia IC bằng 2 phần trừ 4 bằng trừ 1 phần 2, xD chia ID bằng 4 phần 2 bằng 2. Suy ra, xA chia IA bằng xB chia IB bằng xC chia IC. Suy ra, các vector ABC có giá song song với nhau hay vector ABC có phương song song với nhau. Do đó, các cặp vector cùng phương là vector A và vector B và vector C và vector A. Tiếp đến, ta sẽ tìm các cặp vector ngược hướng. Ta có các vector ABC có phương song song với nhau, vector B ngược hướng với vector A và vector C. Do đó, các cặp vector ngược hướng là vector A và vector B và vector C. Cuối cùng là các cặp vector bằng nhau, hai vector bằng nhau khi và chỉ khi hai vector đó cùng hướng và có độ dài bằng nhau. Dựa vào kết quả ở câu A và câu B, ta có cặp vector cùng hướng đó là vector C và vector A, ta đặt là 1. Bây giờ chúng ta cần so sánh độ dài của hai vector này. Ta có công thức tính độ dài là độ dài vector A bằng căn bậc 2 của x bình cộng y bình. Trong đó, x và y lần lượt là tọa độ trên trục hoành và trục tung của vector A. Từ đó ta có độ dài vector A bằng căn bậc 2 của 2 bình cộng 4 bình bằng 2 căn 5. Độ dài của vector C bằng căn bậc 2 của 2 bình cộng âm 4 bình bằng 2 căn 5. Suy ra, độ dài vector C bằng độ dài vector A, ta đặt là 2, từ 1 và 2. Suy ra, cặp vector bằng nhau là vector C và vector A. Chúng ta cùng đến với bài tập kế tiếp, bài tập 3.
Đây là bài tập chứng minh vector trong hình học. Eisen có đề bài như sau: chứng minh rằng tứ giác ABCD là một hình bình hành khi và chỉ khi vector BC bằng vector AD. Để làm bài tập này, các bạn cần chia thành hai trường hợp hoặc hai giả thuyết. Đầu tiên, trường hợp 1, giả sử ABCD là hình bình hành. Trong hình bình hành, ta sẽ có các tính chất sau: các cạnh đối bằng nhau, các cạnh đối song song với nhau. Từ đó ta có BC song song với AD, nên vector BC và vector AD cùng phương, cùng hướng. BC bằng AD tức độ dài vector BC bằng vector AD, do đó ta được vector BC bằng vector AD. Ở trường hợp 2, giả sử tứ giác ABCD có vector BC bằng vector AD, suy ra vector BC và vector AD cùng phương, cùng hướng, cùng độ dài. Như vậy, BC bằng AD và BC, AD song song hoặc trùng nhau. Nếu BC và AD trùng nhau thì 4 điểm A, B, C, D cùng nằm trên một đường thẳng. Vô lý vì ABCD là tứ giác, do đó BC song song với AD, vậy ABCD là hình bình hành. Từ trường hợp 1 và trường hợp 2, ta khẳng định tứ giác ABCD là một hình bình hành khi và chỉ khi vector BC bằng vector AD. Sau đây, Eisen sẽ tiếp tục với bài tập tìm các vector ở mức vận dụng ở bài tập 4. Đề bài được cho như sau: cho hình vuông ABCD có hai đường chéo cắt nhau tại O. Hãy chỉ ra tập hợp S gồm tất cả các vector khác, vector 0, có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp A, B, C, D, O. Hãy chia tập S thành các nhóm sao cho hai vector thuộc cùng một nhóm khi và chỉ khi chúng bằng nhau. Trước hết, đề bài yêu cầu hãy chỉ ra tập hợp S gồm tất cả các vector khác, vector 0, có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp A, B, C, D, O. Các vector khác, vector 0, có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập hợp A, B, C, D, O là vector AB, vector AC, vector AD, vector AO, vector BA, vector BC, vector BD, vector BO, vector CA, vector CB, vector CD, vector CO, vector DA, vector DB, vector DC, vector DO, vector OA, vector OB, vector OC, vector OD. Vậy tập hợp S gồm những vector vừa nêu trên. Kế tiếp, đề bài yêu cầu hãy chia tập S thành các nhóm sao cho hai vector thuộc cùng một nhóm khi và chỉ khi chúng bằng nhau. Dựa vào câu trên, ta được các cặp vector bằng nhau trong tập hợp S là vector AB bằng vector DC, vector BA bằng vector CD, vector DA bằng vector CB, vector AD bằng vector BC, vector OA bằng vector CO, vector AO bằng vector OC, vector OB bằng vector DO, vector BO bằng vector OD. Vậy tập S chia thành 8 nhóm như sau. Sau cùng, Eisen sẽ hướng dẫn cho các bạn bài tập về vector trong hệ tọa độ OXY. Đề bài như sau: trên mặt phẳng tọa độ OXY, hãy vẽ các vector OA, vector MN với A12, M0-1, N35. Câu A, chỉ ra mối quan hệ giữa hai vector trên. Câu B, một vật thể khởi hành từ M và chuyển động thẳng đều với vận tốc tính theo giờ được biểu diễn bởi vector V bằng vector OA, hỏi vật thể đó có đi qua N hay không, nếu có thì sau bao lâu vật sẽ tới N. Chúng ta sẽ thực hiện câu A qua hai bước. Bước 1, xác định tọa độ của hai vector OA và MN. Bước 2, tìm mối quan hệ của hai vector thông qua tọa độ của chúng. Đầu tiên, đến với bước 1. Ta vẽ các điểm A12, M0-1, N35 lên hệ trục tọa độ OXY để dễ quan sát và thuận tiện hơn trong lúc làm bài. Ta có tọa độ vector OA bằng XA-XO, IA-IO. Thay tọa độ các điểm A và O vào biểu thức và tiến hành rút gọn, suy ra vector OA có tọa độ 1,2. Tương tự, vector MN có tọa độ XN-XM, IN-IM. Thay tọa độ hai điểm MN và tiến hành rút gọn, suy ra được vector MN có tọa độ 3,6. Sau khi đã có tọa độ hai vector, ta sẽ thực hiện bước 2. Bằng cách xét tỷ lệ tọa độ của hai vector OA và MN, ta có hoành độ vector MN chia hoành độ vector OA bằng 3 chia 1 và bằng 3, ta đặt là 1. Tung độ vector MN chia tung độ vector OA bằng 6 chia 2 và bằng 3, ta đặt là 2. Từ 1 và 2, suy ra tỷ lệ hoành độ của hai vector MN và OA bằng tỷ lệ tung độ của hai vector này và bằng 3, suy ra vector MN bằng 3 lần vector OA. Điều này tương đương vector MN cùng hướng với vector OA và độ dài của vector MN bằng 3 lần vector OA, ta hoàn thành câu A. Trước khi thực hiện câu B, Eisen sẽ nhắc lại kiến thức về cách xác định mối quan hệ của hai vector để các bạn có thể giải quyết được các bài toán tương tự như ở câu A. Trong hệ tọa độ OXY, xét vector U có tọa độ X1, Y1 và vector V có tọa độ X2, Y2. Đặt tỷ lệ X1 chia cho X2 bằng A, Y1 chia Y2 bằng B. Nếu A khác B, hai vector U và V cắt nhau. Nếu A bằng B, ta suy ra được vector U bằng A nhân vector V. Đến đây ta xét hai trường hợp. Trường hợp 1, A bằng B và lớn hơn 0,
suy ra hai vector U và V cùng hướng, và độ dài vector U bằng A nhân độ dài vector V, trường hợp 2, A bằng B và nhỏ hơn 0. Suy ra hai vector U và V ngược hướng, và độ dài vector U bằng trừ A nhân độ dài vector V. Tiếp theo, đến với câu B, ta giải như sau. Vì vector OA cùng hướng với vector MN nên khi vật thể khởi hành từ M và chuyển động thẳng đều với vận tốc tính theo giờ được biểu diễn bởi vector V bằng vector OA, thì vật thể đó sẽ đi qua điểm N. Bên cạnh đó, theo kết quả ở câu A, ta có độ dài vector MN bằng 3 lần vector OA. Vậy nếu coi độ lớn của OA biểu thị theo thời gian là 1 giờ thì sau khi khởi hành 3 giờ vật sẽ đến N. Và bài tập này cũng đã kết thúc bài học ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Video được thực hiện bởi iZenWorks.